ở chợ đêm này à? Này là chợ sáng nhưng mà lại đi chợ đêm. Còn quá à, thôi cho con miếng nha thầy. Ê, chợ một ly 50 ngàn. La dữ vậy. Rẻ quá. Ly 50 ngàn nha guys. Wow. Rồi trả 50. Trời tới ăn như đúng rồi vậy. Yêu cầu tất cả các phương tiện đang dừng đây dừng lại của những chợ Đà Lạt nơi có biển báo cấm ngay bây giờ di chuyển qua nơi khác. Này là vô mỗi ngóc ngách Đà Lạt luôn nha. Hello nha. Mà quên mày bị tắt tiếng mà quên. Tao bị cắm luôn á. Xin lỗi à. Mà sao điên mình vậy? Điên vòng cho mát. Tôi có đi mua đồ mà tao có mua gì đâu. Xuống thành phố mộng mơ. Yeah.
sóng nhìn xuống đồi hồng. Hàng cây thắm màu đèn lên phố. Giờ đây hơi sương giá, biết ai thương bước cô liêu. Một người đi trong sương rơi. Chào mừng A7 đã đến với nhà hàng Đại Cam Viên.